Mình tên là Phạm Thị Diễm Thuy, năm nay mình 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là mình đi phỏng vấn, là lần thứ hai mình phỏng vấn, là cũng mà vừa đậu thì cũng sau lần một rồi, lần thứ hai cũng rút nhiều kinh nghiệm, là cũng phải là nói to rõ ràng, với cả ăn mặc sao ăn mặc sáng sủa tí. Và theo mình là hôm nay mình chọn cái màu xanh ngọc, tại vì nó cùng với màu của tờ giấy đậu, nên hôm nay mình nghĩ là in ra là cũng may mắn hơn cho mình. Lần đầu thì nó hơi run, như lần thứ hai thì mặc dù không biết là run nhiều lắm, nhưng mà thôi vô địch, cứ giữ bình tĩnh đi. Rồi người ta hỏi sao cứ trả lời vậy, nhưng mà luôn luôn là cười tươi, dù như thế nào cũng phải cười. Ngoài ra các hồ sơ của mình, nếu mà lúc mà mấy bạn phỏng vấn á, thì nhìn vào cái thái độ của người phỏng vấn như thế nào, người ta có yêu cầu giấy tờ nhiều hay không. Chứ mình đừng có thấy người ta đứng im các mình cứ nhét giấy tờ vào, có nhiều người ta không thích đâu. Nên mình cứ hỏi người ta là có cần thêm giấy tờ này không. Nếu mà mình thấy người ta hiền á, thì mình cứ nhét vào, mà cảm thấy người ta hơi khó chịu gì đó thì nên giữ lại giấy tờ cho mình. Tại vì lần đầu mình phỏng vấn thì người ta kêu là bạn hãy làm theo ý mình, chứ đừng có thấy cái gì là cũng nhét vào. Chị An thì hướng dẫn rất nhiệt tình, thì cái nào cần thiết thì chị nói mình hết, nên các bạn đừng lo lắng là mình thiếu hay là dư cái gì, mình cứ mang dư đi càng tốt. À, thế lại dư thì mình học được, càng chuẩn bị kỹ hồ sơ thì mình càng tốt, với lại mình phải hiểu hồ sơ của mình thì khi người ta hỏi thì mình mới có thể trả lời được tự tin. Em chọn Mỹ thì tại vì Mỹ là một cái nước rất là phát triển về ngành dinh dưỡng học, và có rất nhiều, và bên Mỹ thì họ rất là quan tâm về vấn đề dinh dưỡng và thực phẩm. Thế nên em mới chọn Mỹ để đi du học và học tiếp bên đại học của mình, mặc dù em đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam. Các bạn rớt visa thì cứ yên tâm, và lần sau thì cứ tự tin thoải mái. Tại vì lần đầu mình rớt thì mình cũng nói một câu là chắc rớt lần hai nữa thì mình chắc mình bỏ Mỹ rồi, mình không có đi nữa, mình chuyển qua Úc hoặc Canada. Tại vì cái vấn đề xét hồ sơ của họ sẽ nghiêm hơn, chứ không phải là face to face như ở visa Mỹ. Nhưng mà cái chính sự cái bất cần đời như của mình á, thì mình thấy tự tin hơn khi đi phỏng vấn lần hai. Có nhiều thì nói nhiều, chứ không có lo lắng lần một nữa. Anh Khôi thì dạy em cách trả lời câu hỏi và chỉnh sửa những câu trả lời của em cho nó phù hợp. Thì cách của anh Khôi thì rất là nhiệt tình, và có nhiều lần anh cũng test vào cho em, và em thấy anh rất là ok và rất là tốt. Em thấy hồ sơ làm ở Tân Đại Dương rất là ok, nhanh chóng, gọn lẹ. Và khi em không hiểu cái gì thì em hỏi vấn đề tài chính hoặc là học tập gì đó thì mọi người đều giải đáp thắc mắc cho em.